Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Trai nha các bạn. Đây là clip clip 2 mình quay chia sẻ cho các bạn xem nè nha các bạn. Đây, mình tiếp tục mình chuẩn bị đấu nha các bạn. Mình coi mình đấu như thế nào nha các bạn. Thì hiện giờ mình làm thì mình có cái bóng đèn này nè. Bóng đèn này nó nhẹ điện để cho mình xài cho nó, ví dụ như mình xài cúp điện thì mình xài nó lâu ha. Mình dặn vô đây trước nha các bạn. Đó. Đèn lớn cũng được, lát mình làm rồi mình test đèn lớn cho các bạn xem. Rồi mình các bạn xem mình đấu nha. Thì đây là dây dây bóng đèn nha các bạn. Dây bóng đèn điện 220. Thì một một đường dây mình cho vô thẳng trong đây luôn nha. Đây. Một đường dây mình cho thẳng vô. Xem nha. Đây. Cái đường dây biến ra 220 nè. Mình cho thẳng vô một đường dây bóng đèn nha, một đường dây ổ, một đường dây ổ đây, một đường dây bóng đèn và một đường dây ổ mình cho vô cái đường dây điện 220 đây, 220 biến nữa nha. Rồi kế tiếp còn một đường dây còn lại mình sẽ cho vô cái công tắc này nha các bạn. Đây công tắc điện 220 mình làm công tắc dưới nha. Công tắc dưới bên đây nè. Phía bên tay mình nè. Đó. Còn công tắc 2, công tắc 1 nó là mình ra trên. Đó. Dây gì đâu mà nó cứng nhắc. Dây này dây tốt các bạn. Nó hơi cứng nha. Các bạn thấy kênh Anh Thợ Da Chai có hay gì hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này là mình chế để mình xài chia sẻ cho các bạn xem. Đây một một đường dây này á, thì mình cho khoan để mình cho vô cái không có vô đây. Một đường dây này mình cho vô trong đường dây ổ còn lại mình cho vô đây luôn nha. Đường dây điện 220 còn lại mình cho vô đây luôn. Đó, dài để dài luôn. Mình chỉ nhắc cái đường bình thôi nha các bạn. Không có nhắc cái đường biến nha. Nếu mình nhắc cái đường biến thì nó sẽ còn nguồn điện. Đây. Mình cho vô đây. Đó. Một thằng đèn nữa mình dẫn cho vô đây luôn nha. Đó. Khoan để mình suy nghĩ nha. Thằng đèn. Công tắc đèn. Còn một đường công tắc đèn. Đây. Cái công tắc đèn ở trên đây. Mình cắt bớt công tắc đèn hơi dài, nó hơi lu bu quá các bạn, nếu mà câu lộn cũng không được nha. Cái công tắc này là nó có nghĩa là nó vô điện rồi nha. Đó. Một thằng đèn còn lại á thì nó sẽ vô trong đây nè. Một thằng đèn còn lại nó vô đây nè, vô đây. Một thằng thì nó vô trong đây. Nó vô bên bên cộng dây điện còn lại. Còn cái thằng ổ. Hai thằng ổ. Để coi coi hai thằng ổ. Hai thằng ổ nó chưa vô công tắc mà đó. Một cái công tắc ổ chưa vô công tắc nha các bạn. Đây một công tắc, một dây ổ sẽ vô trong đây và một công tắc ổ nó sẽ vô bên kia, đơn giản vậy thôi đó. Khi mà mình bật lên mình muốn xài hàng nào mình bật hàng đó, nó vẫn biến ra 220 nha các bạn, đơn giản thôi đó. Nó hơi lu bu cái cầu một chút xíu. Đây là cái đường dây điện phụ, còn đường dây chánh nó vô trên rồi nè đó. Đây là một cái ổ, chỉ có ổ mới vô đây với một cái đường bóng đèn là vô đây, là hai cái thằng để sử dụng ha, thằng để sử dụng và thằng để sử dụng đó, là hai thằng. Còn cái đường công tắc nó sẽ xài riêng đó, công tắc nó vô cái đường còn lại nè, đường phụ nè, để nó mở đó, nó mở cho bóng đèn và nó mở cho ổ. Rồi vậy mình câu mình chia sẻ bạn là câu hoàn thành nè nha. Còn có cái nguồn điện vô
cái nguồn điện vô để coi 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 cái nguồn điện vô cần một cái công tắc nữa các bạn ơi, chết cha luôn này, gì đâu mà nhiều công tắc quá. Cái nguồn điện vô mình phải xài cái công tắc nữa mới được nha các bạn. Rồi bây giờ mình đây mình kéo cái nguồn điện 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 vô đây, nguồn điện bình đây, kéo ra cái thằng này nó hơi rắc rối. Đây cái thằng này là cái thằng hàng cộng nha các bạn, còn bên đây là trừ nha, tại vì mình hàng dây lộn màu thôi, mình hàng dây bất luận màu nào đó, cộng là nó vô cộng nha, cộng là làm xám nha. Bây giờ mình cho một thằng cộng vô đây, vô vô thẳng luôn nha, đó vô thẳng cái đường này. À, để mình vuốt cái này mình lấy ống ghen đút mới được các bạn ơi, mấy cái này không có làm ẩu ẩu được. Đây, mình xài cái ống này mình đút lại chứ mình không có xài bằng keo. Đây cộng vô nghe các bạn, cộng cho vô thẳng luôn, hiện giờ nó đang có bình bình thường đó. Đây mình hàn sơ nó đó. Hàng sơ cái thằng này là cái, tại vì nó là chủ đường vô, sơ cho nó dính chì đừng cho nó ăn thôi. Đây, rồi đó. Còn một thằng còn lại á, đây mình chế mình làm lại mình chia sẻ cho các bạn thôi, chứ mình chưa có chia sẻ cái vụ công tắc nha các bạn. Còn một thằng còn lại á, thì là thằng trừ nha. Đây mấy thằng này mình đút vô đi, ống vô đi để nó chạm trong khi mình làm điện vô, rút sâu nha các bạn. Cái này là mình câu gọi trên đó. Mình xài toàn là ống cách không à, ống cách điện và chống cháy, chống cháy luôn, ống gen đó. Mấy cái này là mình cách là hết. Nó còn làm qua một cái công tắc nữa nha các bạn, một cái thằng thằng trừ nè, cộng trừ nè, mình sẽ câu qua một cái công tắc luôn nha các bạn, để mình làm cho các bạn xem. Giờ gấp rồi mình chia sẻ cái công tắc lòi thò lòi ở ngoài đi, rồi nữa mình gặp mình hàng thêm cái công tắc nằm bên hông nữa nha các bạn, nằm bên hông này nè đó, nằm bên đây luôn, công tắc để mở điện thế, như là mình nhắc điện thế trên toàn bộ đó, chứ không có cho nhiều khi người ta không biết, người ta ghim bậy bạ vô nó hư đó. Đây mình hàn cái một cái đường dây còn lại thằng trừ nè, thằng trừ thì mình đưa vô trong cái một đường dây công tắc luôn, còn một cộng còn lại nó nằm ở trong cái cộng trừ. Rồi này mình quấn nhiều quá mình khỏi hàng. Đây không có thời gian các bạn ơi. Đó. Mình còn test cho các bạn xem nữa. Rồi mình tước cái này ra. Tước nửa đoạn ra ha. Đó. Rồi mình câu vô đây. Này mình hàng sơ. Tại vì mình ngoài vậy là mình phải hàng sơ rồi nó mới chắc. Còn cái kia không có hàng. Mình có mở cái quạt nên nó hơi giảm độ nóng cái mỏ hàng nha các bạn.
chì cũng lâu. Rồi mình đục ống ghen vô, rồi mình hàn cái công tắc để bề ngoài để mình bật nha các bạn, cho các bạn xem. Chứ giờ mình mất khoan mất lọng nữa nữa rồi mình lọng sau nha các bạn, làm không kịp rồi. Để mình dở cái vụ cái quên cái công tắc nguồn đó nữa. Rồi mình hàn cái công tắc này luôn nha các bạn. Công tắc này là công tắc mở nguồn nha, mở nguồn điện vô cái biến điện. Gắn tranh thủ thời gian để mình test cho các bạn xem hết, test rõ không cho các bạn xem nha, để mình làm thì các bạn chú ý mới thấy rõ được. Hai cọng dây đó, còn cọng dây còn lại mình cũng cho vô công tắc luôn nha. Rồi nữa mình hàn rồi mình có lọng làm sao cái phần công tắc mình gắn lại sao đó, có điện cháy rồi đó các bạn thấy không. Rồi giờ mình test đầu tiên, mình test cho các bạn xem. Rồi để mình dọn dẹp cái nha, dọn dẹp mỏ hàng qua bên để mỏ hàng ra luôn. Rồi giờ mình test nha. Đây đầu tiên mình test với các bạn là lo nha. Đây. Mình chỉ bắt quả tấu cho các bạn xem thôi nha, chứ mình không biết có vi phạm bản quyền không nha các bạn. Mình có cái điện thoại riêng nữa các bạn, có kết nối Bluetooth sẵn luôn đó, nó vô liền đó thấy không. Rồi bây giờ mình bắt nè, quà tấu đám cưới mình mở cho các bạn xem luôn nha, nghe luôn nha. Đầu tiên làm thử Bluetooth cho các bạn xem. Nó hát rồi đó các bạn. Kế tiếp nhỏ nhỏ là các bạn ơi. Rồi kế tiếp á, kế tiếp là mình thử quạt nha các bạn. Quạt này á, là quạt 12V. Quạt này là mình xài thẳng trong bình luôn nha các bạn. Đây công tắc nó nằm bên đây. Thôi để mình gỡ máy ra mình quay cho các bạn xem nha. Đây cái máy thì đang hát nha, Bluetooth này đang hát, nó hát ra hai lo, lên đây lên đây. Rồi quạt mình test nè, bạn xem cái quạt mình quạt rất mạnh nha. Này không có xài pin mà mình xài qua cái bình đó luôn đó. Rồi kế tiếp đây nè, cái đèn này là cái đèn phụ họa này, mình gỡ ra nha các bạn đó, mình gỡ ra lát mình chờ test thử cái này cho các bạn xem nha. Đây kế tiếp mình mở cái công tắc này, công tắc nguồn nè, công tắc mở nguồn của cái biến 220 nè, mở lên ha. Rồi đầu tiên là mình mở mở đèn đi, đèn lại nằm đây phải không, mở đèn đó, đèn 220 nha, điện 220 đàng hoàng nha các bạn. Rồi rồi các bạn chờ xem mình tháo cái bóng đèn bự ra nha các bạn. Rồi mình dặn cái bóng đèn này ra nha. Rồi mình bẻ qua bên đây cho nó nằm móc qua, rồi mình dặn đèn bự vô. Đây bóng đèn bự nha các bạn, bóng đèn bự biến 220 nha. Bóng đèn này là 24W nha các bạn đó, 24W nha đó. Rồi bây giờ mình dặn vô. Dặn vô. Bóng đèn này bự hơn cái chén mình đó các bạn. Nè, mở nè. Thấy không? Thấy sáng không? Đó.
24W các bạn. Bóng đèn này nó bị gì rồi đó, sáng nghe không. Mình test thử cái bóng đèn bên cái ổ nha các bạn. Đây là cái bóng đèn bàn của mình. Đây, mình sẽ ghim cái ổ nha. Đây, mình ghim qua cái ổ, mình bấm cái công tắc ổ lên. Đó, đây, thấy không? Rồi bây giờ mình mở luôn cái này lại luôn nha các bạn. Mở luôn đèn con này lại. Đó, hai bóng luôn nha các bạn. Đó. Rồi vừa đèn mà vừa quạt luôn nha. Đây. Vừa hát Bluetooth được luôn. Cái phần Bluetooth là mình xài pin viên nha các bạn. Đó. Rồi xong xuôi á là đó. Mình biến ra điện 220, mình xài thoải mái, mình ngắt cái nguồn kia thì ngắt hết. Đó, mình xài khi cúp điện á, là các bạn xài lâu hết lắm. Tại bóng đèn này bóng đèn nhỏ mà nó rất sáng nha. Rồi mình sạc á các bạn. Cái gắt sạc mình chế bên đây nè. Gắt sạc 12V6 mình chế bên đây nè. Mình ghim mình sạc. Đây, mình kiếm điện nha. Mình ghim điện đó, khi mình đèn xanh nha. Mình sạc đầy á là nó cũng báo đèn xanh nha. Còn mình ghim vô á, mình ghim vô gì nè, nó là đèn đỏ nha. Ghim vô sạc là nó đèn đỏ, thấy không? Đó. Rồi mình rút ra. Đây mình rút ra. Rút cái này ra, mình tắt cái đèn này. Ha, mình tắt cái quạt này. Rồi bắt đầu bây giờ mình mở cái quạt của mình nha. Đó, mở rõ ràng nha các bạn. Đó. Giờ mình ghim vô cái đuôi này để mình quạt nha. Để coi nó quạt không. Quạt không nổi các bạn ơi. Tám chục quát mà sao quạt không nổi rồi. Quạt không nổi à. Nó 80W đó. Để nhìn thử coi nó yếu bình hay gì á. Cái này nó chỉ chế xài đèn đó các bạn ơi. Quạt không nổi các bạn ơi. Quạt không nổi, chỉ có chắc quạt mini mình quạt nổi các bạn. Tại vì nó 80W mà cái cường độ ampe của nó nhỏ. Mình xài qua cái 12V pin này thì được nè. 12V DC được nè. Chứ mình xài thêm cộng thêm cái đèn nữa được nè. Đó. Vậy là mình cũng được hai cái đèn nha các bạn. Rồi dưới mình sạc điện thoại được luôn nha các bạn. Này chắc chắn là mình sạc điện thoại được luôn. Đây mình ghim cái này là cục sạc điện thoại nha. Đó, mình ghim vô mình sạc điện thoại của mình. Điện thoại đang hát nhạc luôn nè. Đây các bạn xem, để mình cố định điện thoại tại con tay một khó làm. Đây, mình ghim vô sạc nha bạn xem nè nha. Cái phần pin nó nằm ở đây nè bạn. Ha. Đó. Mình ghim vô. Bên này. Nó án bóng đèn không thấy được nè, mình ghim vô. Bình thường sạc điện thoại là nó nè. Đang để mình tắt đèn cho nó vô không cho kỳ. Sạc này có vấn đề, vô nè các bạn. Đó, thấy không? Sạc vô bình thường nha các bạn. Thấy không? Cái này các bạn có thể biến ra sạc điện thoại là ngon lành nha. Tại vì bản thân của nó bán là để sạc điện thoại. Đó.
bình mình hơi yếu rồi nghe đó. Các bạn thấy không? Bình hơi yếu rồi. Sạc điện thoại vẫn lành thấy không? Rồi mình chia sẻ với các bạn là mình làm hoàn chỉnh hết trơn rồi đó nghe các bạn. Nó vừa sạc điện thoại được mà vừa xài đèn được luôn. Đó. Các bạn thấy kênh anh Thợ Gia Trai có hay và hữu ích rồi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mình có cái gì chế được hay mình chia sẻ cho các bạn xem nha các bạn. Rồi mình test xong rồi đó các bạn. Này chủ yếu ví dụ như mình xài đèn với sạc điện thoại mà khi mà mình cúp điện á các bạn. Đó. Còn cái quạt này các bạn mà sạc đầy cái bình á là xài cho tới cả ngày luôn á. Tại quạt này nó không có hao mà nó rất mát luôn nha các bạn. Này mình chế chỗ này á thì mình để điện thoại nha các bạn. Điện thoại này mình mua điện thoại hư của người ta đó các bạn. Đó, chỗ này để điện thoại nha. Mình cũng có mua ngày qua được cái điện thoại hiệu này nữa. Vega gì mà nó còn ngăn cảm ứng bình thường nha. Mà nó nứt. Nó nứt. Này điện thoại này mẫu của Hàn Quốc luôn. Sẵn chia sẻ cho các bạn xem luôn, mình sạc vô nghe mà gặp con cái nó phá rồi. Nè, nó vô nè mà nó phá màn hình nè, vuốt còn ăn bình thường. Vút xuống vút lên ăn bình thường ha, rất là nhạy luôn mà màu tươi đẹp lắm. Mình thích đi chạy chương trình lâu mình bán mà không biết cái thằng này nó có đồ thay không, chạy chương trình lại thì xài vẫn được, vẫn ăn vẫn bình thường cho mình thử rồi. Rồi chia sẻ với bạn có gì hay ho chia sẻ các bạn xem nha. Các bạn thấy kênh anh Thợ Gia Trai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nghe, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.